hai đứa làm gì đây? Chơi đồ chơi gì đây? Chơi đồ chơi cá sấu. Chơi đồ chơi cá sấu á? Bắt cá sấu ở ao à? Không, bà con đang cho cá sấu bơi. À, cho cá sấu bơi à? Cho cá sấu bơi á? Cá sấu nó không cắn tay à? Không, đây là cá sấu giả vờ mà. À, cá sấu giả vờ. Cá sấu, các con có ăn thịt được cá sấu không? Con không. Tại vì cá sấu to quá. À, cá sấu to quá. À, to quá. Đâu cá sấu bố đâu? Cá sấu bố đâu? Cá sấu bố đây. Ừ, sao lại cá sấu bố đấy? Cá sấu bố như thế này, đây là cá sấu mẹ. À, cá sấu bố là to nhất à? Vâng. Trong đó tính cá sấu mẹ đúng không? Thế cá sấu con đâu? Cá sấu con của? Một đoàn cá sấu con đây bố ạ. À, một đoàn cá sấu con đây à? Đây là ông, đây là bà. À, đây cá sấu ông, cá sấu bà nữa à? Thế các cá sấu con đâu, cá sấu cháu đâu? Cá sấu cháu nhỏ nhất. À, đây là chị, đây là em, còn đây là anh. À, cá sấu bố đâu trẻ? Cá sấu bố đâu? Đấy à. Cá sấu mẹ đâu? Cá sấu mẹ đây. À, thế cá sấu ông đâu? Cá sấu ông đây. Cá sấu bà đâu? Cá sấu bà đây. Để cho em chỉ. Cá sấu con đâu? Cá sấu con đâu?